Kim xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi một kỹ năng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất là dễ dàng có thể tìm thấy ô liu và dầu ô liu ở khắp nơi. Và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng dầu ô liu để làm đẹp cho toàn thân, mái tóc, làn da hoặc thậm chí là cả móng tay thân yêu nữa. Và tất nhiên là hiệu quả của nó không thua kém một loại mỹ phẩm nào. Và chúng ta còn có thể tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc nữa chứ. Hãy cùng khám phá bí mật ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chắc là quý vị đang thắc mắc làm sao chúng ta có thể chăm sóc mái tóc thật là bóng mượt, hạn chế chẻ ngọn cùng với dầu ô liu. Một cách rất là đơn giản thôi. Với dầu xả chúng ta dùng hàng ngày thì các bạn có thể đổ vào đó 2 giọt ô liu. 1, 2 và chúng ta sẽ khuấy thật là đều. Sau đó thì chúng ta có thể dùng lượng dầu xả này để massage nhẹ nhàng lên tóc của mình. Trong khi mà chúng ta đã gội xong dầu gội rồi thì dầu xả này cộng với phần ô liu có tinh dầu rất là tốt cho mái tóc, sẽ giúp cho tóc của bạn bóng mượt hơn, giảm chẻ ngọn. Và tiếp theo chúng ta có thể dùng dầu gội. Và với dầu gội thì cũng tương tự với thao tác chúng ta đã làm với dầu xả. Sau khi gội đầu xong một lượt, các bạn có thể nhỏ 2 giọt dầu ô liu vào dầu gội này và nhẹ nhàng massage lên tóc, sau đó xả lại bằng nước lạnh. Như thế thì cũng tương tự với dầu xả, chúng ta sẽ có ngay được một mái tóc đẹp, bóng mượt, chắc khỏe mà lại hạn chế chẻ ngọn. Và ngoài ra thì với lượng dầu ô liu này chắc chắn là có nhiều bạn đang thắc mắc không biết có thể dùng để hấp tóc hay không. Và câu trả lời là chúng ta cũng có thể dùng dầu ô liu để hấp tóc luôn, để cho tóc có độ bóng mượt chắc khỏe nhất định. Và cách làm cũng rất đơn giản. Khi mà tóc bạn bị khô thì chúng ta sẽ làm cho tóc ướt nhẹ bằng cách dùng bàn tay và lấy một ít nước chấm vào tóc. Đừng để tóc quá ướt vì như thế sẽ là ướt sũng, không tốt trong quá trình hấp. Và sau đó chúng ta sẽ dùng tay lấy trực tiếp dầu ô liu ra, thoa nhẹ lên tóc, massage thật là nhẹ nhàng để giúp cho tất cả những dưỡng chất thấm sâu vào tóc. Và sau đó chúng ta sẽ dùng một cái khăn lông thật là lớn hoặc là một cái mũ hấp tóc để quấn nhẹ lên tóc. Và để như thế khoảng chừng 20 đến 30 phút. Sau khoảng 20 đến 30 phút thư giãn thì bạn sẽ xả lại bằng nước và gội đầu lại một lần nữa là có ngay một mái tóc chắc khỏe, bóng đẹp và hạn chế sơ chẻ ngọn. Ngoài việc chăm sóc tóc thì chúng ta cũng có thể dùng dầu ô liu để chăm sóc cho da mặt, bởi vì tinh chất trong dầu ô liu có rất nhiều chất chống oxy hóa, tăng độ đàn hồi của da, làm cho da sáng đẹp hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử nghiệm nhé. Với công thức để làm một cái mặt nạ đắp bằng dầu ô liu thì cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần lọc đỏ trứng gà, 2 muỗng mật ong và 2 muỗng dầu ô liu. Sau đó chúng ta sẽ trộn thật là đều và xoa nhẹ nhàng lên gương mặt của mình. Nằm thư giãn khoảng chừng 10 đến 20 phút và sau đó chúng ta sẽ xả lại bằng nước ấm. Công thức một lần nữa nhé. 2 muỗng dầu ô liu, 2 muỗng mật ong và 1 lọc đỏ trứng gà. Sau đó chúng ta sẽ đánh tan ra và xoa nhẹ, massage nhẹ nhàng trên gương mặt của mình. Thư giãn từ 10 đến 20 phút là gương mặt của bạn đã có đủ dưỡng chất và chúng ta chỉ cần làm khoảng chừng 1 lần một tuần thôi. Và bên cạnh đó thì các bạn trước khi đi ngủ cũng có thể dùng dầu ô liu để đắp trực tiếp lên gương mặt của mình. Có nhiều bạn bảo là dầu ô liu sau khi đắp lên gương mặt thì tạo một cái cảm giác nhờn nhờn rất là khó chịu. Nhưng các bạn hãy yên tâm, bởi vì cảm giác nhờn rít này sau một đêm sẽ biến mất và thay vào đó là một làn da rất là sáng mịn, hồng hào, khỏe mạnh. Và đây chính là điều chúng ta mong muốn, phải không? Vậy thì bạn hãy thử áp dụng một lần nhé. Và bên cạnh đó, không chỉ là chúng ta có thể chăm sóc mái tóc, làn da của mình bằng dầu ô liu, mà chúng ta còn có thể sử dụng dầu ô liu để bôi nhẹ lên môi. Trong những lần mà môi của mình bị khô và nứt nẻ thì chúng ta có thể làm như vậy để cung cấp thêm những chất dưỡng ẩm cho làn môi xinh đẹp, hồng hào và tươi tắn rạng rỡ hơn. Và các bạn lưu ý là với những loại mặt nạ dưỡng da từ các loại dầu ô liu như thế này thì chúng ta chỉ đắp một tuần một lần thôi nhé. Dầu ô liu rất tốt, không chỉ giúp chúng ta chăm sóc mái tóc, làn da hoặc là đôi môi của mình, mà bên cạnh đó dầu ô liu còn giúp cho bạn có thể chăm sóc được một làn da mịn màng, khỏe mạnh, hồng hào và tươi tắn nữa. Và chúng ta cũng sử dụng như là chúng ta đã dùng với dầu xả và dầu gội. Chúng ta sẽ dùng sữa tắm, trộn chung vào đó là một ít dầu ô liu và sau đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng massage lên da của mình. Và chúng ta cũng có thể sử dụng dầu ô liu để massage nhẹ nhàng và thoa trực tiếp lên da.
sau khi đã tắm sạch sẽ. Và bằng cách này thì những cái vùng da bị khô như là vùng khuỷu tay hay là những cái vùng móng nứt nẻ và cả những vùng da chân tay cũng có thể được phục hồi và giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, và sau đó chúng ta sẽ xả lại bằng nước sạch. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có được một làn da rất là mịn màng nếu như sử dụng thường xuyên và hàng ngày. Nếu như dầu ô liu có thể chăm sóc tốt cho cả làn da thì chúng ta cũng có thể dùng nó để chăm sóc đặc biệt cho làn da tay và da chân trở nên mềm mại hơn nhiều. Bằng cách trước khi đi ngủ, các bạn hãy dùng dầu ô liu xoa thật là nhẹ nhàng trên bàn tay, massage thật là nhẹ nhàng như thế này sẽ giúp cho những tinh chất từ dầu ô liu thấm sâu vào làn da. Và chỉ sau một đêm thì làn da của chúng ta với làn da tay và da chân sẽ được chăm sóc rất là đặc biệt với những dưỡng chất từ dầu ô liu. Làn da và làn da tay, da chân đã được chăm sóc, thế thì những móng tay cũng phải được chú ý rất là kỹ lưỡng. Vậy thì chúng ta có thể có một cách rất đơn giản, một tuần hai lần bạn có thể chăm sóc cho những móng tay xinh của mình bằng cách ngâm chúng vào trong dầu ô liu như thế này. Và với cách ngâm móng vào dầu ô liu hai lần một tuần như vậy sẽ giúp cho móng của chúng ta rất là chắc khỏe hồng hào. Và ngoài ra, để cho móng tăng độ sáng bóng hơn thì quý vị nên sử dụng thêm đó là nước cốt chanh. Chúng ta sẽ cho một vài giọt chanh vào trong dầu ô liu. Với dung dịch này thì sẽ giúp cho móng của các bạn trắng bóng như thế này đây. Rất là đơn giản để chúng ta có thể chăm sóc bộ móng của mình thật xinh đẹp phải không nào? Quý vị thấy không, chỉ với một ít dầu ô liu và một ít thời gian thôi, chúng ta đã có thể chăm sóc cho cả làn da, mái tóc, gương mặt, đôi môi và cả những móng tay xinh của mình nữa. Không mất quá nhiều thời gian phải không nào? Và ngay bây giờ các bạn cũng có thể áp dụng để làm đẹp cho riêng mình. Và một lưu ý nhỏ là khi chúng ta mua dầu ô liu về sử dụng để chăm sóc sắc đẹp thì chúng ta nên mua loại nguyên chất, đừng qua xử lý nhiệt hoặc nhiệt độ để đảm bảo hiệu quả tối đa nhé. Và chắc chắn là chúng ta cũng nên đặt dầu ô liu ở phòng ngủ, phòng tắm hoặc những nơi mà chúng ta thường xuyên ngồi để chăm sóc sắc đẹp. Và như thế sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Hy vọng những kinh nghiệm mà Hà Trinh chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm được những thông tin hữu ích cho mình. Còn bây giờ thì Hà Trinh xin gửi lời chào tạm biệt.